Xin chào mừng mọi người trở lại với phiên chợ sâm tháng 10 đang diễn ra trên huyện Nam Trà My theo hình thức online ạ. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cơ sở sâm của Phi Trần. Đây là chị Phi, xin giới thiệu mọi người, đây là chị Phi ạ. Em chào chị Phi ạ. Chào em. Hôm nay mình mang tới những sản phẩm sâm gì để giới thiệu cho khách hàng đang xem video ạ? Mình xin giới thiệu với tất cả quý khách nhé. Là trong cái phiên chợ tháng 10 thì tình hình dịch bệnh cũng chưa có ổn định á, cho nên là huyện mới quyết định mở phiên chợ online. Thì Phi Trần xin giới thiệu với cả nhà, đây là những cái mặt hàng mà Phi Trần bán, đó là sâm củ tươi nhá. Dạ, sâm củ tươi. Cái này thì là sâm cây nè bạn, sâm cây một cây duy nhất cho mấy. Hôm nay thì phiên chợ chị Phi mang đến cái phiên chợ lần này một cây sâm duy nhất thôi. Tuy nhiên là mọi người cứ yên tâm, mọi người nếu như có nhu cầu thì vẫn sẽ còn có cây thứ hai, thứ ba, rất là nhiều cây sâm như vậy nữa. Đây là lá sâm ngọc linh nhá. Đây là lá sâm. Đợt này thì lá sâm nó còn số lượng nhiều không chị Phi ạ? Bây giờ thì các cái vườn cắt rải rác á, cắt được nhiều rồi đó. Cho nên là còn lại cuối mùa thì cũng được ít, mỗi vườn chỉ được 3 ký như vậy thôi à. Cái này là hoa sâm ngọc linh. Đây là hoa sâm. Đây mình quay cận cảnh mọi người nha. Đây là những hoa sâm ngọc linh nha cả nhà. Những cái sản phẩm, những cái bộ phận rất là quen thuộc của cây sâm ngọc linh. Nghĩa là cái nào cũng có nhổ ra để bán. Cái nào cũng có giá trị, cái nào trên bộ phận của cây sâm ngọc linh cũng có giá trị đây. Đây là hoa sâm tươi nha mọi người. Lá sâm đợt này mình bán khoảng bao nhiêu một ký vậy? Cái đó là tùy theo nữa nha. Ví dụ như giá của một ký lá sâm là mình cắt từ vườn về là mình còn phải nhặt cái lá sâu á. Dạ. Lá sâu, lá vàng, lá ủng ấy thì mình bán từ 10 triệu đến 11 triệu một ký. Còn có những người họ bán rẻ hơn cũng đúng, tại vì còn rất là nhiều cái lá hư, lá đồ ở trong này. Ví dụ như vậy ha. Dạ, người ta cũng bỏ như vậy người ta bán thì nói chung cũng giống nhau hết. Dạ, đúng là rồi. Mình lặt sạch như vậy nhìn thấy. Wow, những củ sâm trông rất là đẹp đây mọi người. Đây là sâm loại mấy vậy chị hả? Cái này là một ký tâm cỡ 15 đến 17 15 17 củ. Dạ, 15 17 củ một ký đây mọi người ạ. Đây mọi người nhìn cái này có thể xem màu sắc sâm rất là đẹp luôn. Rất là giống sâm rừng vậy ha. Cái này giống sâm đá nè. Đây mọi người. Những cái củ sâm ngọc linh đích thực. Đây. Wow. Đấy mọi người có thể thấy. Chị Phi ở hiện tại thì mình đang dùng số điện thoại nào để cho khách hàng có thể liên hệ mình ạ? Số điện thoại của chị Phi là có hai số nha. Nhưng mà cả nhà cứ liên hệ cái số 0934 414 444 nha cả nhà. Vì số đó là Phi kết nối Zalo. Hoặc là cái số ở trên này cũng được. 0934 414 444 hoặc là số điện thoại là 0965 196 244 liên hệ của cơ sở Phi Trần. Có địa chỉ tại thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My mọi người nha. Cho em gửi lại chị Phi ạ. Rồi, cảm ơn em. Đây, ngồi những cái củ sâm trông có vẻ rất là già như thế này thì mình thấy là chị Phi cũng có nhiều loại sâm nhỏ hơn một tí tùy theo cái giá thành đúng không chị ơi? Đúng rồi. Hoặc là như cái loại sâm này. Đây, mình nghĩ cái tuổi của nó cũng rất là cao. Tuy nhiên là nhìn mọi người có thể thấy là so với cái sâm lúc nãy á thì cái hình thù nó có khác này. Đấy, màu sắc nó cũng tươi này. Cái này có vẻ nó cái tuổi nó ít hơn cái cây sâm lúc nãy đúng không? Đúng rồi, chính xác luôn. Đây. Có rất là nhiều size hàng luôn á. Dạ. Từ hàng 1 cho đến hàng nhỏ thôi cũng có hết á. Đây mọi người có thể nhìn hai cái củ sâm. Hai củ sâm rất là khác nhau này. Đều là sâm Ngọc Linh đây mọi người. Hái từ trên núi Ngọc Linh. Tập trung chủ yếu là ở xã Trà Linh đúng không chị? Đúng rồi, xã Trà Linh là trục đào. Sâm nguyên cây đây ạ. Đây mọi người có thể chiêm ngưỡng nha, ngâm rượu đây. Mình rất đặc biệt ấn tượng với lại cái chùm rễ của củ sâm này. Wow. 150 g á. 1,5 lạng. Đúng rồi. 1,5 lạng cho một cái củ sâm như này. Mọi người có thể thấy chùm rễ rất là đặc biệt luôn. Đấy. Chỉ có sâm nguyên cây hoặc là một cái sâm em rất là ít khi thấy cái củ sâm nào mới giữ được nhiều rễ như này không chị? Đúng rồi. Cái củ sâm này là phát triển rất là tốt nhưng mà do chủ vườn cần tiền á. Dạ. Dạ. Thì ngoài những cái sản phẩm sâm củ tươi, lá và hoa thì chị còn có những sản phẩm nào khác nếu như có khách hàng có nhu cầu không? Tất cả các mặt hàng mà từ sâm là Phi đều có sâm ngâm rượu này, ngâm mật này. Nhưng mà giờ mang ra chợ nó cũng vướng cái khó. Cho nên là Phi Trần cũng hay nắng về hay quấy đó, cũng hay giới thiệu cả nhà như vậy đó. Ai có nhu cầu về tất cả các cái sản phẩm thì cứ alo rồi Phi Trần sẽ tư vấn cho khách hàng. Là Facebook của chị là Phi Trần. Mọi người có thể liên hệ số điện thoại Zalo là 0965 196 244 hoặc là số điện thoại như chị vừa cung cấp lúc nãy là số 0934 414 0934 414 444 cả nhà nhé. Đây mình sẽ giới thiệu, mình sẽ quay lại cái sản phẩm sâm.
Wow. Những củ sâm rất là tươi mọi người đây. Wow. Như củ sâm đó là một lần hai nhưng mà nó gãy mất cái phân củ cải cho nên con à, cỡ chín gen. Đây màu sắc của cái gốc này nè. Một củ nhưng mà có tới hai màu sắc. Trông rất là đặc biệt. Đợt này mình có cái sâm loại nhỏ để mà sắc lên mà không chịu lâu lắm rồi á, mình không có mua được cái loại sâm đó. Lý do là các cái chủ vườn á đã ổn định sâm rồi, những cái củ hứa cho nên là người ta không có khai thác cái loại nhỏ. Dạ. Cho nên là khi nào mà cả nhà có nhu cầu về củ nhỏ thì mình mua được thì mình sẽ báo ha cả nhà. Dạ. Tất cả các thông tin về sâm thì mọi người có thể liên hệ qua các cơ sở, trong đó có Phi Trần nhé, 0965 196244 hoặc là 0934 414 444. Bên các cơ sở sẽ tư vấn tận tình cho mọi người nên mọi người cứ yên tâm nha. Hiện tại thì phiên chợ sâm Ngọc Linh tháng 10 đang diễn ra theo hình thức online do cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Hiện tại thì Quảng Nam cũng đã có rất là nhiều chính sách để nới lỏng cái hoạt động đi lại. Cho nên tạo được rất là... Hiện tại thì các cái tiểu thương, các cái doanh nghiệp của trên địa bàn huyện Nam Trà My cũng đang khá là phấn khởi để chờ đón những cái phiên chợ sâm trực tiếp, để đón cái khách hàng đến trực tiếp tại huyện Nam Trà My phục vụ khách hàng có nhu cầu mọi người ạ. Những củ sâm rất là mọng. Ôi em cảm ơn chị Phi rất là nhiều đã mang đến những cái sản phẩm sâm củ tươi để giới thiệu cho khách hàng. Mọi người ơi, mọi người có nhu cầu thì liên hệ ngay cơ sở Phi Trần tại thôn 1 xã Trà Mai, Nam Trà My nha. Số điện thoại là 0965 196244 hoặc là 0934 414 444 ạ. Đọc vài lần là em sẽ nhớ ngay. Đấy, mọi người có nhu cầu thì liên hệ các số điện thoại đó. Ngoài ra thì Phi Trần cũng có các cái loại sâm ngâm rượu này, sâm ngâm mật này, nấm lim xanh, các loại dược liệu như là giảo cổ lam hay là hàng nông sản của Nam Trà My. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của phiên chợ sâm Ngọc Linh tháng 10. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn chị Phi Trần nhiều ạ.